đàm luận quanh chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Biên tập thi Kể từ năm 1975, ông Trump là Tổng thống Mỹ thứ tư liên tiếp thăm chính thức Việt Nam khi đương nhiệm sau Tổng thống Bill Clinton năm 2000, Tổng thống George Bush năm 2006, Tổng thống Barack Obama năm 2016. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Theo thông lệ, các lãnh đạo nước ngoài khi thăm chính thức việt nam sẽ lần lượt gặp các lãnh đạo cấp cao việt nam bao gồm tổng bí thư chủ tịch nước thủ tướng chính phủ dự kiến lãnh đạo hai nước sẽ ra tuyên bố chung về hợp tác kinh tế thương mại giáo dục an ninh quốc phòng và giải quyết các vấn đề quốc tế trong khu vực đề cập đến tự do hàng hải biển đông và tình hình bán đảo triều tiên có thể thấy Mỹ đang đánh giá cao quan hệ với Việt Nam và chính quyền tổng thống Donald Trump Trump vẫn tiếp tục muốn thúc đẩy phát triển quan hệ, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở Đông Nam Á. Tờ báo Nhà ngoại giao Nhật Bản nhận định quyết định công du Việt Nam sau hội nghị thượng đỉnh APEC là tín hiệu mạnh của ông Trump cho thấy ông vẫn duy trì các cam kết của Mỹ với Việt Nam là củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam, đồng thời công nhận Việt Nam là một tác nhân quan trọng trong các vấn đề khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện chuyến công du châu Á vào tháng 11 nhân dịp ghé Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác châu Á Thái Bình Dương APEC và đến Philippines dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á EAS hai định chế khu vực mà Mỹ là thành viên. Ông Trump sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của các tổng giám đốc khối APEC. Tham luận này có thể là bài phát biểu đầu tiên về chiến lược của chính quyền Donald Trump đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương mà Mỹ muốn được tự do và mở cửa. Theo tờ báo Nhật có thể Chiến lược đó là phản ứng của Mỹ đối với sáng kiến con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Dư luận đặc biệt chú ý đến cuộc họp thượng đỉnh song phương giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Trần Đại Quang tại Hà Nội. Dù chương trình nghị sự cụ thể chưa rõ, nhưng nhà ngoại giao nhận định rằng rất có thể Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình xích lại gần nhau giữa Hà Nội và Washington từng được người tiền nhiệm Obama đẩy mạnh vào năm cuối nhiệm kỳ. Chuyên gia ca thay thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã nhắc lại vị trí đặc biệt của Việt Nam hiện nay trong chính sách châu Á của Mỹ với việc chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được ông Trump trong tư cách Tổng thống Mỹ đón tiếp tại Nhà Trắng. Ông cho rằng quyết định công du Việt Nam sau thượng đỉnh APEC là tín hiệu mạnh của ông Trump cho thấy rằng ông vẫn duy trì các cam kết của Mỹ với Việt Nam là củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Đồng thời, công nhận Việt Nam là một tác nhân quan trọng trong các vấn đề khu vực và là một đối tác của Mỹ trong nhiều vấn đề mà cả hai nước cùng quan tâm. Nhân chuyến công du Việt Nam Tổng thống Mỹ sẽ nhấn mạnh đến những vấn đề mà cả hai bên đều có cùng một quan điểm chiến lược, từ không phổ biến vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cho đến tự do hóa kinh tế dựa trên các chuẩn mực cao của quốc tế và bảo vệ trật tự dựa trên luật pháp ở biển Đông, trong đó có việc bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không. Rất có thể Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang sẽ đưa ra một tuyên bố chung tái khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ sẽ cho phép hai bên thông báo các hướng hoạt động mới như hợp tác về an ninh biển, không gian và giải quyết các vấn đề hậu chiến tranh. Theo giáo sư Ca Thầy, chính quyền Trump đã khẳng định mục đích chuyến thăm lần này mang tầm quan trọng rộng lớn hơn. Đầu tiên, Tổng thống Trump sẽ chấn an các đồng minh và đối tác của Mỹ rằng Mỹ sẽ hỗ trợ đối phó với mối đe dọa từ tên lửa, hạt nhân Triều Tiên và trong nỗ lực chống khủng bố. Chuyến đi ba nước Nhật, Hàn, Trung là để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không phổ biến hạt nhân. Ông Thầy nói, Tổng thống Trump muốn gửi thông điệp đến khu vực là Mỹ ủng hộ các thể chế đa phương quan trọng như APEC, ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á, EAS. Ông Trump sẽ tới Đà Nẵng vào ngày mùng 10 tháng 11 để tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương, APEC. Nhận định về những nội dung mà Tổng thống Trump sẽ phát biểu tại hội nghị cấp cao APEC giáo sư ca thay cho biết nhà lãnh đạo mỹ đã nhấn mạnh rằng các thành viên apec phải cải cách nền kinh tế nội địa từng nước áp dụng tiêu chuẩn quốc tế cao hơn đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nếu họ muốn tiến tới hiệp định thương mại tự do châu á thái bình dương ftaap tổng thống trump sẽ lập luận rằng việc đáp ứng những tiêu chuẩn này là điều kiện cần với bất kỳ nước nào muốn có fta với mỹ nói cách khác về khía cạnh quan hệ thương mại thì đó là điều kiện của trump để có hoặc không cần lưu ý rằng chính quyền trump đang đàm phán tại hiệp định thương mại tự do bắc á và gây sức ép với hàn quốc về hiệp định thương mại corus ông thay nhận định tái khẳng định tầm quan trọng mối quan hệ với Việt Nam. Nhà Trắng cũng thông báo chuyến đi Việt Nam lần này của Tổng thống Trump là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước. Sau khi rời Đà Nẵng, ông sẽ tới Hà Nội trong ngày 11 tháng 11, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại Hà Nội, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam điều này nhằm tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện việt mỹ trong bối cảnh lợi ích chiến lược hội tụ của hai bên gia tăng ông thay nói nhà quan sát việt nam này dự đoán tổng thống trump sẽ tìm kiếm sự tái khẳng định của việt nam đối với các nghị quyết của liên hợp quốc và chính sách của mỹ về không phổ biến hạt nhân trên bán đảo triều tiên cũng như cam kết với nỗ lực quốc tế chống khủng bố. Tổng thống Trump cũng sẽ chú trọng vấn đề kinh tế. Ông ấy sẽ thúc giục chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho công ty Mỹ vào thị trường này thuận lợi hơn. Ông Trump cũng có thể hoan nghênh việc Việt Nam đặt mua máy bay Mỹ cũng như sự sẵn sàng đàm phán lại về quan hệ kinh tế song phương. Theo ông Thầy, tình hình Biển Đông Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Việt Nam có thể tiếp tục nhắc lại nội dung như được đề trong tuyên bố chung sau cuộc họp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Trump hồi tháng 5. Đó là lời kêu gọi tuân thủ đầy đủ các biện pháp ngoại giao và pháp lý và tất cả các bên liên quan thực thi nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Ông Trump và lãnh đạo Việt Nam cũng có thể kêu gọi việc sớm hoàn thành bản quy tắc ứng xử giữa các bên biển Đông COC. Giáo sư Ca thầy nói: Như đã thông tin, tổng thống Trump sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Hawaii từ ngày mùng 3 đến ngày 14 tháng 11 chuyến công du nhằm nhấn mạnh cam kết của Tổng thống với những đồng minh và đối tác lâu năm của Mỹ. Tái khẳng định cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương tự do cởi mở. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Đà Nẵng ngày 10 tháng 11 và tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Dự kiến của ông có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Giám đốc điều hành CEO Apex trong bài phát biểu tổng thống Trump sẽ nêu ra tầm nhìn Mỹ về một khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do, cởi mở cũng như nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực trong sự thúc đẩy thịnh vượng kinh tế Mỹ. Vào ngày 11 tháng 11, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam và có cuộc gặp song phương với chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng như các nhà lãnh đạo cấp cao. Tổng thống Trump sẽ đến Manila Philippines vào ngày 12 tháng 11 tham dự tiệc tối kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Ngày 13 tháng 11, ông sẽ dự kỷ niệm 40 năm thành lập quan hệ Mỹ-ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và có cuộc gặp song phương với Tổng thống Philippines Royo Duterte cũng như các nhà lãnh đạo khác. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói ông putin có kế hoạch tới việt nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương tức apec được tổ chức vào tháng sau ở đà nẵng và mọi việc hiện đang được chuẩn bị ông peskov nói với các phóng viên rằng sẽ có thông báo thích hợp về việc tham dự của tổng thống nga khi hoàn tất việc chuẩn bị ông putin không đến hà nội bởi vì ông trump sẽ đến đó Dmitry Moskov, giáo sư Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, nói. Người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin không có kế hoạch thăm Hà Nội và các cuộc đàm phán song phương giữa Nga và Việt Nam sẽ diễn ra bên lề hội nghị APEC tại Đà Nẵng từ mùng 10-11 tháng sau. Sputnik trích lời thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói địa điểm Hà Nội không được xem xét, đàm phán song phương cũng vậy, không diễn ra tại Hà Nội. Điều này trái ngược với thông tin mà hãng tin Itatak của nhà nước Nga đưa ra trước đó cho biết ông Putin sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước nhân dịp tới dự diễn đàn này. Tuần trước, Đại sứ Nga tại Hà Nội, Konstantin Vnukov xác nhận với truyền thông trong nước rằng Tổng thống Putin nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam đến dự APEC. Thông tin tổng thống Nga sẽ không tới Hà Nội được truyền thông trong nước đưa tin và gây nhiều thắc mắc trong những người theo dõi tin tức ở Việt Nam. Nhiều người dùng mạng xã hội và theo dõi trang web của các báo cáo trong nước liên hệ quyết định của các nhà lãnh đạo Nga với dự kiến thăm Hà Nội của tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông nói đến sputnik giáo sư dmitry mosakov một nhà chính trị học đông phương của viện nghiên cứu phương đông thuộc viện hàn lâm khoa học nga nhận định ông putin sẽ không đến hà nội bởi vì ông trump sẽ đến đó một phần quan trọng trong giới tinh hoa việt nam đặt hy vọng vào hoa kỳ mô hình phát triển của hoa kỳ và theo ông nói cách sống mỹ đang ngày càng trở nên phổ biến hơn ở việt nam nhà chính trị nga của viện hàn lâm khoa học nga cho rằng trong quan hệ của việt nam với nga những dự án quan trọng là động lực cho sự phát triển của chúng ta ví dụ như kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở đông nam á đã bị hoãn lại vô thời hạn nhưng quan hệ việt nga theo quan điểm của các lãnh đạo việt nam đang tiến triển tốt với chuyến thăm viếng gần đây nhất của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Moscow vào tháng 6 vừa qua. Trong chuyến thăm này, Việt Nam và Nga cam kết nâng tổng giá trị đầu tư thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020. Tuy nhiên, giáo sư Moscow cảnh báo rằng Mục đích thực sự của Washington là dùng Việt Nam làm con bài trong cuộc đối đầu với Trung Quốc và trong lĩnh vực này, chính quyền Hoa Kỳ không mảy may quan tâm đến lợi ích của Việt Nam. Bình luận về quyết định của ông Putin không đến Hà Nội, dư luận cho rằng sẽ rất khó xử cho Hà Nội khi trong một thời gian ngắn mà phải tiếp hai cường quốc, điều đó Putin quá hiểu. Hãng tin Thông tấn nhà nước Nga Itar-tass hôm 18 tháng 10 trích lời trợ lý tổng thống ông Yuri Usakov cho biết các cuộc gặp mặt của ông Putin với các nhà lãnh đạo khác bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện sắp xảy ra ở Đà Nẵng chưa được quyết định. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được Reuters trích lời nói tại cuộc họp báo qua điện thoại hôm 23 tháng 10 rằng một cuộc gặp song phương với Tổng thống Trump tại không có trong chương trình hiện tại của Tổng thống Putin. Các cuộc họp song phương của ông Putin tại APEC vẫn đang được hoàn thiện, theo ý người phát ngôn này. Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Nga Boisenko nói với hãng tin của chính phủ Nga Sputnik rằng có thể có một cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.